Xin chào các bạn, video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá một cái Galaxy Fit 2. Sản phẩm này đang được bán với hai màu sắc là màu đỏ và màu đen tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và những cái chuỗi cửa hàng khác, với mức giá dao động khoảng từ 550.000 cho tới 750.000 nha các bạn. Thì nếu mà nhìn sơ qua các bạn có thể thấy là nó rất là giống những cái dòng Smart Band của Xiaomi, đó là những con Mi Band nha. Cái dây của nó cũng bằng silicon các bạn và nó có lõm như vậy đây này. Đó, để khi mà đeo vào tay ấy, thì nó thoát mồ hôi và nó không hằn tay nha. Một cái mà mình rất là thích ở trên cái sản phẩm này đó chính là cái chốt cài của nó rất là cứng cáp. Và khi các bạn đeo trong thời gian dài ấy, thì cái dây này nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái, không bị cấn, không bị siết vào tay. Trọng lượng của đồng hồ, chính xác là của Smartband thì nó khá là nhẹ nha, khoảng 21 g. Và hầu như mình đeo thường xuyên, đặc biệt là khi ngủ. Tại vì mình ngại phải làm phiền người thân bằng cách là chung báo thức buổi sáng các bạn, thì mình sẽ sử dụng những cái band như vậy đây. Buổi sáng nó sẽ rung lên cho mình để mình dậy sớm, mình tập thể dục và nó sẽ không có ảnh hưởng đến con của mình. Rồi, các bạn có thể thấy là những cái vòng Smart Band này thì nó có cái thiết kế nó không có khác nhau nhiều nha. Các bạn có thể tháo cái dây này ra để thay thế được này. Đó, phía trước thì chúng ta sẽ có một cái mặt đồng hồ có phần hiển thị có kích thước là 1,1 inch, tức là to hơn đời trước là 0,9 inch. Tấm nền AMOLED có độ phân giải là 126 x 294 pixel. Màn hình bằng kính cường lực, mình không rõ là loại nào nhưng mà nó đã chảy xước khá là nhiều. Mình sử dụng trong những cái nhu cầu thường ngày, đó chính là đeo để xem giờ này, rồi đi chạy bộ, đi bơi, và nó đã bị chảy xước khá là nhiều. Mặc áo khoác các thứ vào thì nó bị chảy nha. Cái màn hình này mình đánh giá là rất đẹp, cực kỳ đẹp nha các bạn. Kho mặt đồng hồ của nó khoảng tầm 70 mặt đận. Nhưng mà do là nó sử dụng tấm nền AMOLED đó, nên là nó có cái màu đen rất là sâu. Đặc biệt hiển thị ở ngoài trời nắng rất là tốt nha các bạn. Kích thước đường kính mặt thì là khoảng 27,8 mm. Nó sẽ có kích thước tổng thể là 46,6 x 18,6 và độ dày là 11,1 mm. Trọng lượng thì là khoảng 21 g. Dung lượng pin là 159 mAh và các bạn sẽ có thể xài được cái đồng hồ này ở cái mức độ sử dụng thông thường trong khoảng 15 ngày. Đấy là theo công bố của nhà sản xuất thôi, còn thông thường mình xài thì được khoảng 10 ngày, 12 ngày là hết pin nha các bạn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái đồng hồ có bộ nhớ trong là 32 mê, sử dụng hệ điều hành là RTOS và nó sẽ tương thích với những cái dòng máy thì Android 5 trở lên, iOS 12 trở lên và từ iPhone 7 trở lên nha các bạn. Thì khi kết nối các bạn sẽ dùng ứng dụng Galaxy Wearable nha các bạn. Cái đồng hồ này thì nó sẽ có rất là nhiều các tính năng ưu việt. Đầu tiên các bạn có thể nói đến nó là chính là việc mà nó theo dõi sức khỏe này, tập luyện thể dục thể thao này, rồi nó có thông báo này, rồi điều khiển nhạc này, thay mặt đồng hồ trả lời nhanh tin nhắn có sẵn này, rồi bla bla vân vân và mấy các cái thứ khác nữa. Các bạn có thể thấy nha là cái này nó không có bất kỳ một phím cứng gì hết, phía trước nó chỉ có một cái phím cảm ứng tròn nhỏ ở phía dưới này thôi. Cái phần mặt hiển thị nó sẽ hơi lệch lên trên một chút xíu, các bạn thấy nha, màu đen rất là sâu nha, hơi lệch lên trên chút xíu này, tại vì dưới này nó sẽ có một cái phím cảm ứng nhỏ đây nữa này. Rồi ở trên mặt đồng hồ thì các bạn có thể vuốt từ trên xuống để vào control center, chỉnh độ sáng, không làm phiền này, zoom này, điều khiển nhạc, chế độ khóa dưới nước, tìm điện thoại, chế độ không làm phiền và setting. Đó, bấm đây để trở về. Vuốt từ bên này qua thì các bạn sẽ vào thông báo nha. Vuốt từ bên này qua là các bạn sẽ vào widget. Widget khác bao gồm là đếm bước chân này, nhịp tim này, theo dõi giấc ngủ. Đó, quãng đường đi bộ các thứ này. Chúng ta sẽ có là tập luyện thể dục thể thao khoảng 90 môn nha các bạn. Đo độ căng thẳng, stress này, rồi thời tiết, rồi bấm giờ, đếm ngược. Chúng ta sẽ có thông báo số lần rửa tay nữa các bạn, khá là thú vị. Đó, cái này là cái gì đấy, lịch. Rồi ở đây thì mình có đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, play media để mở trên điện thoại các bạn, đếm số bước chân và nhắc nhở uống nước. Mỗi lần mà uống nước các bạn sẽ ấn cộng 1 vào đây một cái này, cộng 1 vào đấy, hoặc trừ 1 đi nha. Đó, rất là hay. Một cái thiết bị đeo tay nó khá là thú vị. Con này chống nước rất là tốt các bạn. Theo nhà sản xuất công bố là 5A1 phe. Và mình có từng mang đi bơi, bơi hồ bơi nha các bạn, thì rất là thoải mái. Mình cũng đeo thường xuyên để đi tắm, đi mưa, đi bơi và nó không có thành vấn đề gì hết. Đó, khoảng hơn 2 tháng sử dụng thì nhìn nó hơi gớm một tí. Toàn bộ khung vỏ của máy thì là bằng nhựa nha, tất nhiên là cũng giống cái Smart Band khác thôi. Nó sẽ có một cái chỗ tiếp xúc sạc ở đây, các cái cảm biến ở dưới này. Đó, chống nước rất là tốt. Dây silicon này, các bạn không thích màu này hoặc không thích kiểu này thì các bạn sẽ có thể mua được những cái dây này rất là dễ dàng ở trên các trang web như là Shopee hay Lazada nha các bạn. Ứng dụng để kết nối thì như mình nói là ứng dụng Galaxy Wearable nha các bạn. Ở đây thì các bạn có thể thấy là trang chính này là thông báo về cái dung lượng pin này, rồi về báo thức, thời tiết, rửa tay, thông báo. Widget là các bạn sẽ thêm những cái tab ở bên này này, hoặc là các bạn bớt đi nha. Ví dụ mình không muốn theo dõi độ căng thẳng thì mình có thể bớt đi, thêm vào này, hoặc là bớt đi. Đó, ấn lưu lại. Rồi zoom màn hình, rồi các cái thứ khác như này nữa. Nhấp đồng hồ để sáng màn hình, khóa dưới nước không làm phiền chế độ ngủ ngon. Chế độ này rất là hay nha các bạn, khi các bạn mở lên thì cái màn hình nó sẽ tối mờ lại và nó sẽ không có sáng lên khi các bạn nghiêng cổ tay, thích hợp để khi đi ngủ mình không có làm phiền người khác. Nó sẽ không có hiển thị bất kỳ thông báo nào hết, trừ khi các bạn có cài báo thức thì nó sẽ rung lên bình thường nha, rất là hay. Tìm vòng đeo tay, rồi thêm tài khoản sao lưu, tài khoản Galaxy để các bạn có thể đồng bộ với Samsung Health, đồng bộ những cái dữ liệu sức khỏe của mình lên đó. Cập nhật phần mềm, gợi ý sử dụng, thông tin vòng đeo, và đây là mặt đồng hồ nha. Nói chung là khoảng 70 mặt nhưng mà thực ra là nó chỉ thay đổi về cái màu sắc thôi các bạn. Đó, thay đổi về màu sắc là khoảng 70 mặt. Nhìn nó cũng tạo ra một cái gì đó nó mới mẻ chút xíu. Thay đổi cá tính hàng ngày chẳng hạn. Ví dụ như là hôm nay bạn mặc đồ màu hồng thì bạn sẽ lấy cái mặt đồng hồ màu hồng. Bạn mặc đồ màu xanh thì bạn sẽ lấy cái mặt đồng hồ màu xanh. Đó. Về cái khả năng hiển thị thông báo của cái đồng hồ này thì nó sẽ hiển thị một phần nha, tức là khi thông báo đến, ví dụ như là mình đang sử dụng LINE đi, sử dụng LINE chẳng hạn này, khi mà thông báo đến thì nó sẽ hiển thị nội dung thông báo đó, nhưng mà ví dụ như có thông báo khác đến liền thì là thông báo cũ sẽ bị đẩy đi, tức là mỗi một lần chúng ta sẽ chỉ xem được một thông báo, và với thông báo thì các bạn hoàn toàn có thể trả lời bằng những cái cú pháp mặc định của nó nha. Đây, thông báo này. Đó, các bạn hoàn toàn có thể trả lời bằng những cái cú pháp mặc định của nó. Đây, tuyệt, oh my god, rồi gì đấy này. Ví dụ như khi người ta gửi đến mình thấy ok thì mình ấn ok ở trên cái đồng hồ này thì nó sẽ gửi từ điện thoại đi nha. Đó, thì về cơ bản nó là một cái Smart Band, và do là giá rẻ nên là nó sẽ không có GPS để các bạn có thể tập luyện thể thao, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể đem đi, mang đi chạy bộ nha. Và mình đánh giá là nó cho cái kết quả về số bước chân thì các thứ khác rất là ok, rất là ổn. Cái đồng hồ này nó không có nút tắt. Khi mà các bạn tắt thì các bạn có thể kéo từ trên xuống này, kéo qua phần setting này để tắt đi này. Đó, còn các bạn mà muốn mở lên lại thì cứ cắm sạc mà thôi. Với các bạn thì mình đánh giá đây là một cái Smart Band với mức giá khá là rẻ, đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản của các bạn. So với những cái Smart Band khác, ví dụ như là Fitbit hay là gì đó, Garmin thì giá rất là cao, thì còn Samsung Galaxy Fit 2 này sẽ là một lựa chọn cho một cái bạn trẻ cá tính, hoặc đơn giản là muốn sử dụng một cái thiết bị đeo tay nhỏ gọn, không có vướng víu, có khả năng chống nước tốt, có thể mang đi bơi, rồi sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ok. Và giá rẻ thì Fit 2 là một cái rất là ổn nhỉ. Mình đánh giá rất là cao màn hình của Fit 2 các bạn, màn hình của nó cực kỳ đẹp luôn, hiển thị rất là sắc nét, rất là đẹp. Và cái việc chảy xước thì rất là khó tránh khỏi, tại vì đối với những cái dòng sản phẩm như vậy thì khi mà các bạn va quệt, cái mặt kính cong 3D của nó lại nổi lên như vậy thì chắc chắn là nó sẽ chảy xước thôi. Nhưng mà cái cảm giác đeo của nó rất là tốt, dây thì dễ thay thế, và các bạn hoàn toàn có thể mua những cái sợi dây này trên Lazada hoặc Shopee rất là nhiều nha. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video của mình. Nếu các bạn có thắc mắc về sản phẩm Galaxy Fit 2 thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của Nóng TV.